Chào mọi người, video hôm nay Trần Khánh sẽ giới thiệu cho mọi người về cái một cái loại nhạc cụ nôm na thì đây các bạn nhìn đây là cái trống. Đây mà các bạn người ta gọi là tamborai, không thì có người sẽ gọi là cái trống lục lạc, hay là có người gọi là trống gõ bo, sao cũng được ha. Rồi thì các bạn nhìn đây nè, mình giới thiệu qua sơ về cái trống lục lạc này. Có rất nhiều size, nhiều kích. Có nhiều thương hiệu khác nhau, nhưng mình khuyên các bạn thiệt tình là chúng ta nên chọn sản phẩm chính hãng Yamaha là ok nhất nha. Bền, âm thanh chắc hay giòn giả, và nó coi như là chúng ta sẽ chơi cảm giác là chúng ta sẽ nó mềm mại hơn, mềm mại âm thanh, mềm mại tai hơn, cái gì nó cũng ok các bạn. Rồi mình sẽ giới thiệu các bạn sơ về cái trống này nha, rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết. Và để mua được cái trống này rất là dễ thôi, các bạn chỉ cần alo cho Trần Khánh qua số điện thoại là 0772 621 622. Rồi ok ha, số lượng bao nhiêu cũng có, sỉ lẻ mọi nơi đều giao cho các bạn được hết nha. Và hãy thương hiệu chủ yếu là Trần Khánh sẽ bán về thương hiệu của chính hãng Yamaha. Dòng này trên thị trường sẽ có rất nhiều hàng nhái, cho nên giá cả rất là nhiều giá khác nhau, cho nên rất là nguy hiểm. Để đảm bảo chắc chắn dòng chính hãng, các bạn cứ liên hệ trực tiếp và bên công ty Trần Khánh sẽ chịu trách nhiệm bảo hành về sản phẩm của mình. Các bạn yên tâm nha, và sử dụng lâu dài. Ok rồi, mình nói sơ lược về cái trống lục lạc của Bo. Thì nó gồm đơn giản thôi, nó là một cái vành. Vành ngoài là mình gọi là vành bằng nhôm các bạn, vành ngoài ha. Trên cái vành nó sẽ đính những cái khoen, sự va chạm những cái khoen với nhau nó sẽ tạo ra âm thanh đó là xẹt xẹt. Ok chưa? Rồi ở trên đây là cái mặt trống. Mặt trống này thì có nhiều mặt khác nhau, Yamaha nó cũng nhiều mặt khác nhau, mặt trắng xanh, mặt trắng, mặt xanh, mặt đục. Đây ở đây là mặt xanh các bạn thấy chưa? Ok rồi. Trên khi mà các bạn mua về thì chúng ta sẽ có một cái khoen để mà gọi là lên mặt á, chúng ta chỉnh căng mặt lên cốt mặt dây, cái mặt trống. Rồi các bạn lưu ý nè, ở dưới đây thì chúng ta sẽ có những cái chân khoan nè, chân inox đây nè. Chúng ta nếu các bạn nêu một cái trống mà là mặt cái mặt mình nó dùng thì các bạn chỉ cần sử dụng cái khoan này để chúng ta đính vào ở trong nó, bên trong cái chiếu chân này nó sẽ có cái kẽ đây nè các bạn ha. Chúng ta chỉ dùng cái này nè, chúng ta và chúng ta dặn các bạn, nếu mà xây theo kiểu kim đồng hồ là cái mặt trống nó sẽ căng, còn nếu mà ngược lại thì chúng ta xả cái mặt trống nó sẽ dùng lại. Các bạn lưu ý là khi chỗ nào các bạn dùng bàn tay của mình nhấn cảm thấy nó mềm chỗ đó thì chúng ta chỉ cần chỉnh cái khoen ngay chỗ cái chân dành ngay chỗ đó thôi, chúng ta không chỉnh chỗ khác. Chỗ nào mềm thì chúng các bạn chỉnh cho nó căng lên, chứ cho nó căng rồi các bạn chỉnh quá nó sẽ cứng á, và nếu mà chỉnh căng quá nó sẽ bị tét, nó sẽ tét mặt. Và nhưng mà với những cái dòng khác thì mình không biết, những cái dòng Yamaha đảm bảo các bạn chơi rất là bền, không có sợ bị tét mặt. Rồi ha, là mình sử dụng cái đó, mình giới thiệu sơ qua về cái trống lục lạc. Rồi bây giờ nè, mình sẽ nói cho các bạn, giới thiệu qua cho các bạn về cái âm thanh của cái trống này. Thì nó sẽ có ba âm thanh chính ha, ba âm thanh chính trên cái trống. Thứ nhất là âm thanh tiếng bập nôm na thì cái dàn trống đó, thì các bạn tiếng bập nó chính là cái tiếng kít là tiếng đạp chân xuống, đạp chân với chân cái chân phải các bạn bập bập, cái trống bự nằm dưới bập bập là chính là cái âm thanh ngay đây. Là chúng ta sẽ dùng ngón tay các bạn tiếp xúc, các bạn sẽ gõ là vô đây, gõ vậy ha. Rồi ok, đơn giản thôi, chúng ta gõ vô giữa trống. Rồi cái đây là tiếng bập, là kêu nôm na là các bạn hiểu là tiếng kít ha. Đây rồi, đó là âm thanh thứ nhất. Cái tiếng thứ hai là các bạn lưu ý cho mình, cái tiếng này rất là quan trọng, đó là tiếng cái âm thanh đó là tiếng hít. Hít rồi các bạn hiểu nôm na đây nè. Đây tiếng hít này các bạn hiểu nôm na nó là chính là cái vàng trong vàng trống lớn á, thì nó chính là cái đạp chân bên trái, cái sèn nó ập lại cái sèn sạch sạch á các bạn này các bạn. Thì muốn đánh ra cái tiếng này á là các bạn chỉ cần lấy ngón tay chúng ta sẽ gõ vào cái vàng trống ha. Đây nó sẽ tạo ra cái âm thanh đó ha. Rồi chưa, ok ha. Rồi cái âm thanh thứ ba, cái tiếng thứ ba là tiếng gì, cái tiếng tôm.
Tiếng tôm các bạn hiểu nôm na trong cái dàn trống lớn á, nó chính là cái tum tum tum, là cái chỗ mà cái trống ngay giữa các bạn, người ta gọi là cái trống nhỏ này, nó lớn dần á, cái độ tum 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 đó là mấy cái đó thì gọi nôm na chung lại là cái tôm. Tiếng tôm, tiếng tôm thì nó sẽ nằm, các bạn sẽ nằm ngay vành ấy. Cái ngay chỗ cái mà cái vành, cái vành nhôm đây nè các bạn ha, nó nằm ở đây, các bạn chỉ cần người ta gõ vô đây thôi, nó đang tum 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 á. Rồi bây giờ tổng hợp chúng ta có ba âm thanh, một là tiếng tụp ngay giữa trống, rồi tiếng hai là tiếng hít, tiếng chắc, ok ha, tiếng bụp chắc, rồi này tiếng tụp, ok chưa, rồi rồi bây giờ mình sẽ có ba âm thanh tiếng trống này, cái trống này sẽ có ba âm thanh tụp chắc và tụp. À cái tiếng chắc thì mình có thể dùng cái bàn tay của mình, chúng ta sẽ đánh vô ngay chỗ cái diện này, cái diện nhôm xung quanh, nó cũng ra rồi tiếng chắc cũng được ha. À, có người không thôi các bạn lấy cái này cũng được. À, cái tay gõ vô đây cũng được ha. Đây cũng được, tùy theo cái kiểu đánh mà người ta có thể thay đổi kiểu cái tay làm sao cho nó đẹp mắt nữa. Ngoài đánh hay, chúng ta còn đánh một cái biểu diễn mà cái sao nhìn vô nó đẹp mắt tí xíu nữa. Rồi, thì đây mình sẽ giới thiệu qua những cái âm thanh của trên cái trống này, và các bạn muốn sở hữu mua nó thì cứ liên hệ Trần Khánh số điện thoại là 0772621622 ha, và giá sỉ lẻ và số lượng bao nhiêu cũng có hết. Rồi, mình sẽ nói nôm na về cái những cái video tiếp theo, Trần Khánh sẽ làm một cái series hướng dẫn các bạn về sử dụng cái trống lục lạc này ha. À, ví dụ thường thường mình chơi bolero đi ha, ví dụ mình đánh vậy đi. Chất bụp bụp chất tâm tâm chẹt. Rồi à, những cái kỹ thuật này nè, thì trong quá trình video series tiếp theo Trần Khánh hướng dẫn các bạn là thực hiện hết luôn, ok nha. Rồi, và đánh sao cầm tư thế đánh, à quên nữa, bên trống nó sẽ có, xung quanh nó sẽ có một cái lỗ đây để chúng ta có thể mà xách cái trống cho nó tiện ha. Các bạn nắm trên tay nè, thì nắm vị trí ngay chỗ có cái lỗ đây ha. Rồi chúng ta chỉ cần bỏ cái ngón trỏ chúng ta nhớ vào đây thôi, chúng ta nắm thôi, ok chưa. Rồi, à, để theo dõi những video hướng dẫn tiếp theo của Trần Khánh, các bạn nhớ theo dõi kênh và đăng ký nha. Rồi, nhớ số điện thoại của Trần Khánh luôn. Bye bye mọi người nha, chúc mọi người sức khỏe nha. Và nhớ là mua một cái trống này ủng hộ nha. Các bạn nào mà mua trống là Trần Khánh sẽ tặng thêm một cái, các bạn cái khóa hướng dẫn chi tiết của cái trống này luôn. Ok, bye bye cả lớp.